Hoạt động quá tải, thường xuyên hỏng hóc, máy chạy thận nhân tạo luôn thiếu thốn, khiến nhiều bệnh nhân chạy thận phải đi đêm về hôm cách nhà hàng chục cây số để chờ trực tới lượt chạy thận. Số lượng máy lọc máu không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bệnh nhân chạy thận là những điều đang diễn ra ở cả 3 cơ sở y tế đang điều trị cho bệnh nhân chạy thận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Máy hỏng giữa ca chạy. Người bệnh chạy thận nhân tạo đang từ ca 2 buộc phải chuyển xuống chạy vào ca 4. Tình trạng máy hỏng vẫn diễn ra thường xuyên tại khoa thận tiết niệu lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Khoa có 21 máy chạy thận thì 5 máy đã đắp chiếu từ lâu. 16 máy còn lại thường xuyên trong tình trạng hỏng hóc, cũng bởi phải làm việc liên tục trong thời gian dài. Hỏng thì sửa, và sửa xong lại hỏng. Bởi các máy đã hoạt động quá tải trong thời gian dài và không biết đến khi nào mới được thay mới. Đặc thù của bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối là nếu không thể có được thận thay thế, bệnh nhân sẽ phải sống phần đời còn lại gắn với chiếc máy lọc. Mỗi tuần 3 lần đến viện, lọc máu 3-4 tiếng mỗi ca. Nhưng với tình trạng thiếu máy, máy hỏng liên tục như tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, 125 bệnh nhân chạy thận ở đây khó khăn thêm chồng chất khó khăn. Đều đặn một tuần 3 lần, gần 9 năm nay, cuộc sống của ông Thịnh phải gắn liền với máy chạy thận. Dù nhà ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, nhưng do ở đó không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân, nên ông buộc phải di chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để lọc máu. Quãng đường đi điều trị dài hơn gấp 2, gấp 3 lần, và có những ngày phải chạy ca 4 do máy hỏng. Ông Thịnh trở về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Hầu như là chạy ca 4 mà vất vả máy móc bây giờ, nó hỏng liên tục, thế nên là trong sự nhờ cấp trên là hỗ trợ cho bệnh viện được một số máy mới để cho các bệnh nhân ở xa gần cho đỡ vất vả. Lúc nào mà tôi khỏe thì tôi đi tự túc đi xe bíp, còn lúc nào yếu chạy ca 4 thì là hôm nào mà có tiền thì thuê xe taxi, không thì lại người nhà mới tận ở trong miền Nam ra, người ta các cháu nó nghỉ để nó ra nó đưa đi. Anh Đường dù mới chạy thận vài tháng nay nhưng cũng thường xuyên phải chạy thận vào ca 4, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và cả những người thân hàng ngày đưa đón anh. Qua cái quá trình tôi chạy đây tôi thấy là nếu như máy hỏng này thì nó cũng rất ảnh hưởng đến những người bệnh nhân như chúng tôi. Chúng tôi chạy những ca nhiều khi tăng ca 4 thì về rất là muộn và người thân đưa đón là rất là phức tạp. Hiện trạng mà thiếu máy lọc máu thì ảnh hưởng rất nhiều đến giờ giấc làm việc cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến những bệnh nhân. Máy móc thường xuyên trong tình trạng hỏng hóc, cần phải sửa chữa, không đảm bảo hoạt động thì khi đấy thì sẽ phải tăng ca và bệnh nhân cũng phải đi về muộn. Rất nhiều bệnh nhân thì già hoặc là yếu phải phụ thuộc vào người nhà đưa đón thì khi như vậy thì rất ảnh hưởng rất là nhiều, không chỉ đến bệnh nhân mà còn đến người chăm sóc nữa. Thực ra là nhu cầu của các bệnh nhân chạy thận thì ngày một tăng, mà số máy thì không tăng thêm. Và rất nhiều bệnh nhân ở tỉnh này nhưng mà sẽ phải liên hệ đi các tỉnh lân cận để đảm bảo cho việc lọc máu vì những cơ sở trong tỉnh có thể là không đáp ứng được. Tình trạng thiếu máy chạy thận không phải ở riêng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối mà cũng diễn ra tại hai cơ sở chạy thận khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Đơn nguyên thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đang chạy thận cho hơn 40 bệnh nhân với 8 máy chạy thận. Hầu hết bệnh nhân chạy thận nhân tạo đều thuộc hộ nghèo. Dù đã được bảo hiểm y tế thanh toán viện phí, nhưng việc phải đi xa khiến họ tốn thêm các chi phí. Thực tế thì bệnh nhân chạy thận thì cũng nghèo, điều kiện kinh tế thì không có. Cơ sở ít mà bệnh nhân phải đi các cái bệnh viện xa thì rất là khó khăn. Họ nhiều khi họ phải ở lại qua đêm xong bắt đầu hôm sau họ mới về được. Số lượng máy thì có hạn, bản thân chúng tôi ở đây thì cũng hoạt động hết công suất cho nên là có tăng số lượng máy thì lúc đấy thì sẽ phục vụ cho nhiều người bệnh lọc máu mà không phải đi xa.